bạn, đây là cái vlog mới của mình về cái chuyến đi cắm trại qua đêm và ngủ lều, đặc biệt là ngủ ngoài trời nhá. Thì trước giờ là mình đêm chuyến đầu tiên của mình chưa bao giờ mình có một cái cuộc ngủ bằng lều ở ngoài trời bao giờ. Mua cái lều rất lâu rồi, nhưng mà đây, ông này là ông dùng cái lều đầu tiên của mình này. Ông này là ông dùng cái lều, tại vì đi đâu chơi thì mang cho ông ấy nằm ông ngủ. Còn mình thì chưa được dùng bao giờ, chưa khai trương bao giờ. Đấy, đây thì đây là các list đồ mình chuẩn bị cho cái chuyến đi vừa rồi. Chuyến đi vừa rồi chỉ là có một ngày thôi, một đêm. À, hai ngày một đêm. Rồi, sau luôn nha. À, đây là tất cả những cái đồ của mình này. Đó, trước khi đi bao giờ mình cũng thói quen là mình để hết các đồ ra đây mình xem một lượt. Nó cho đỡ lẫn, cái nào với cái nào. Đó, thì đây vừa mình sẽ pack lên, mình giới thiệu qua một chút. Đây là cái lều này, cái này là cái nan giải nhất. Đóng vào nha, rất là khó. Đó, đây là có thể mình sẽ mang thêm cái áo khoác. Đây là cái đồ bắt lên xe. Đó, tất cả đây là ghế này, võng và các loại túi bla bla bla. Ở bây giờ mình sẽ pack lên xe nhá. Mình đã pack xong này. Đó, túi trước, hai túi càng, túi sau, tị nữa nước mình sẽ cho vào đây. Có bình Zeti đâu nhỉ? À đây, Zeti đây, Zeti nó sẽ cho vào đây. Đây là bình giữ nhiệt, có thể cho đá vào nữa. Đầu có vẻ khá nặng đấy. Không biết mọi người nghe rõ không, mình đang di chuyển từ nhà ra chỗ hẹn mọi người ở bên cầu chui nhà mình bên Long Biên. Đó, đồ đạc thì xong hết rồi đây, túi thì cực nhiều luôn, nhưng mỗi tội là bây giờ không nhớ đang mang cái gì đủ cái gì thiếu, đoạn lên hết rồi. Cái đấy là tiếp tính sau vậy, kiểu như cái lều phải mang rồi. Lát nữa mình sẽ nói các bác cái phách đồ của mình như nào. Hôm nay cái xe mình đi là cái xe Renault Orange Vincino bánh 20. Đó, cái con này thì thủ chuyển nó đang hơi khó để leo một chút, là đĩa 38 và cái clip to nhất của mình chỉ để đến 36 thôi. À, đĩa 48 chứ, 48, clip 36, khá là căng ấy. Nhưng mà thôi cứ cố đi không được do rắc. Đó, quan trọng là cái trải nghiệm của mình thôi. Mình đang ở chỗ qua cầu chui chờ mọi người, thì tranh thủ giới thiệu luôn cái đồ mang theo nhá. Đây, đây là cái túi trước của mình là Swift Industry Peri Green size L, size to á. Con này được mấy mấy lít đấy, mình không chính xác lắm. Còn đây là hai cái túi túi ở càng siêu nhẹ. Đó, bên này một cái, bên kia một cái của cái hãng cái gì nhỉ? Relay nghỉ dai cái gì đó, không nhớ chính xác lắm. Nhưng mà cái con này mình nghiên cứu thấy nó rất là nhẹ. Nó là cái túi không nhẹ nhất thế giới lại hiện tại ấy. Và là có cái dây tactical này, rất là dễ để luồn qua. Và mình dùng cái quai phút. Đó, mình buộc vào đây. Đó, mình buộc vào chắc vào đây, rất là chắc nhá. Còn lại cái túi sau là Liên Hợp Quốc à. Cái túi sau là của Squid Industry này. Đó, cái túi seatback, Olis seatback ạ. Cái túi khung, à cái túi yên buộc sau để cảm cái lều ngoài luôn nhá. Cả lều cả khung lều luôn. Hơi bá đạo đấy. Cái trước là cái túi này là của cái túi gì chưa làm đồ của Bom Tuần ấy. Cái túi trước mình đi Bom Tuần mình có của Hàn Quốc. Cái túi này là của túi ống nhá. Cái túi ống cũng của Swift Industry này. À, tất cả cùng màu, cùng cái màu vàng ấy. Đẹp. Màu nâu vàng. Mình đã dùng đồng bộ tất cả cái túi này. Cái này thì mình hay để cái máy quay của mình nhỏ nhỏ ở đây này. Cái túi này cái túi ống rất thích này. Cái túi này để vừa cả bình 26 Zeti. Hơi ngon luôn. Ở đây đây là cái bình Bivo gì đấy của Vino Orange rất là đẹp. Cái bình này không giữ nhiệt. Các bạn nào cần tìm bình giữ nhiệt thì đừng mua cái này nhá. Cái này nó không giữ nhiệt đâu, chỉ để đẹp thôi. Và nhìn nó cũng có chỗ cái vòi để uống nước nhanh.
nếu ai không thợ thì ai không sợ bẩn. Rồi tất tần tật, à quên, vào đây một cái nữa, đây cái túi hip pack. Túi này là mình đeo vào người luôn, túi này vừa có thể đeo vào người được và vừa có thể đeo ghi đông được đó. Thì đây là tất cả những túi mình mang theo trong ngày hôm nay. Này, cao su này, đến muộn mời ăn gì đây? Nhìn cái tím lịm bên kia mà không nhìn ra. Chào anh. Vô đây anh kia. Nhà anh à? Ở xe em dẫn người xem đi, còn xe kia. Xe em có chân chấu mà. Nãy quyết định đi quán cách bây giờ anh em sẽ đi chợ shopping khi nhau ra. Mấy anh đi mua thịt thà, mình đi mua nước. Anh em nghĩ là đi camping trên đấy là không có chỗ nào có nước đâu. Nước phải chở đi rất là nhiều đấy. Đấy rồi. Đây là cái dốc để lên cái chỗ núi dạng. Rồi, lên thôi. Mạnh 20 thổ như này cân hết luôn. Rồi, lên. Đi 48 nha các bác nha. Chơi luôn đi 48. Ui, mẹ cha cái dốc nhìn. Hói ra máu hết số rồi. Hết số hết clip rồi. Ôi giời ơi. Lên. Lên. Ua. Lên anh. Lên thôi. Dắt làm gì? Lên. Lên ạ. Lên đi anh ơi. Lên. Hả? Ui. Lên đây là hết, không đi hết đi rồi. Lắc lắm, ui giời ơi. Không đi được, đường trơn lắm. Hồi dắt rồi. Cứ lên đây thế thôi rồi. Đây, em móc cái chỗ nước nó lắc lư loạn cái lên. Thôi dắt thôi vậy. Hai các bạn đi mà. Mờ đồ thô đồ nhiều như này thì dắt là cái điều tất yếu của cuộc sống. Thì đi đường này phải dắt nha. Nếu mong để nước này thì đi xe không thì leo được. Ừ. Vô tư. Vô rồi anh em lên trên kia đẹp lên như mà. Thì trước em cũng lên trên kia luôn đấy. Ừ. Nhưng mà đây xe này nhiều đồ quá mà đi đĩa 48. Ừa. Mới mưa xong sao đúng không anh? Rồi, có dốc rồi. Lao dốc tí cho nó phê. Mẹ cái dốc kia có lên được không? Theo em là dốc luôn từ bây giờ. Của anh nhẹ có lên được, của em là sợ không lên được đâu. À, lên đi xem, lên lên lâu phải dắt nào. Ôi giời. Rồi. Không chơi được, cầu nhiều đồ không dám chơi được. Đến đây thêm chai Coca mới là vì thịt bò rồi. Dắt bộ lên đây mỏi quá. Còn nữa này, còn lâu mới đến chỗ cam. Xe thồ nhiều đồ dắt mà thật là mệt.
Cố lên, rồi ôi, ai cũng dắt thôi, nhiều đồ quá. Ai cũng dắt thôi, rồi ôi. Thổ như này mà ai lạp được cũng siêu nhân. Anh chị ơi, lên chưa? Ui ôi, xe máy kìa, ôi. Lên rồi, ôi, kinh ông lít này, ôi. Quá kinh khủng luôn, lên. Ôi. Quá kinh khủng luôn. Nhiều vãi. Lần đầu tiên đi trong rừng không có đèn điện, không có cái gì cả. Rồi, tất nhiên là dắt rồi, thôi đàm tí đi cho nó máu đi. Có đèn rồi, hôm nay chủ quan nghĩ nào đi sẽ đến sớm, ai giờ chờ đợi nhau nhiều quá. Bây giờ là mắc, có để tối không lên được. Thôi không sao, có cái trải nghiệm. Đây, mọi người lên trước này, dừng lại tháo đeo cái đèn đầu để mới đi được. Hôm nay mình lại không mang đèn xe, nghĩ là đến buổi chiều thôi, ai ngờ bây giờ nó mới đến. Lên thôi. Sao đây anh ơi? Cầm mãi mới được cái bình. Có cần phải ông đổ chai em không? Hay là vẫn để được? Để phải bây giờ thì còn nói đéo nữa, còn mỗi cây đường ít thôi. Cây đường ít thì cầm thôi. Để làm bình chứa. Thật bình chứa nó rửa dính được anh ơi. Tay mẹ dày dầu mỡ gì thì rửa. Đây là các dân chơi sau khi một đêm ngủ lều. Tối hôm qua là mình không quay được nhá, tại vì là tối quá. Bây giờ có 4 cái lều này, đây 4 cái này, kia có 1 cái. Mỗi anh thì anh ý tự ái, thành ra cái ngủ ý dỗi, không ngủ chung mọi người. Đây, anh đi xe lít này. Đấy, tất cả là xe đạp, riêng anh đi xe máy. Anh ấy chở cái lều rất là to, mình anh ngủ một góc. Buổi sáng dậy cực phê anh nhá. Có một cái chỗ này đẹp, nắng đẹp nên anh em thấy nhau chụp ảnh này. Đấy, ai là diễn viên ở cầu diễn. Úi trời ơi. Ôi ôi, này là một mẫu mấy máy này, kinh khủng khiếp luôn này. Ha ha ha.